mắt đang rơi, rồi ta sẽ nói đôi lời. Vì chuyện tình sẽ xa xôi từ khi anh đi đến nơi có cô ấy chờ đợi. Anh từng nói sẽ không buông tay cùng em chiến thắng tất cả, lại thua tương lai hai ta. Em dù biết sẽ có hôm nay, mà sao vẫn đau đến vậy? Giờ em phải làm gì đây? Vậy em nên yêu kéo hay buông tay, tặng anh cho cô gái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Ở bên em nếu chẳng có tương lai thì bên cô ấy chắc chắn không sai. Đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Anh từng nói có mỗi em thôi, mà sao lại quên hết rồi, để em bơ vơ đơn đều biết sẽ có hôm nay, mà sao vẫn đau đến vậy? Giờ em phải làm gì đây? Vậy em nên yêu kéo hay buông tay, tặng anh cho cô gái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Ở bên em nếu bên cô ấy chắc chắn không sai. Đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Nên em mang anh tặng cho cô ấy bao nhiêu ngọt ngào anh cứ nhận lấy. Vì em biết rằng em biết. Tặng anh cho cô gái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi. Ở bên em nếu chẳng có tương lai thì bên cô ấy chắc chắn không sai. Đừng nuối tiếc anh à, hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay. Cho cô ấy bao nhiêu ngọt ngào anh cứ nhận